YouTube thả ga chỉ với 9K. Tôi từng nói với Trọng Đại nhiều để cậu ấy định hướng lại sự nghiệp. Đừng lấp lửng, một là tiếp tục và cố gắng, không thì dừng lại và chuyển hướng khác. Trọng Đại hứa sẽ cố gắng và thi đấu tốt. Tôi đưa cậu ấy vào sân nên đặt rất nhiều niềm tin. Tôi đưa Đại vào sân từ hiệp 2 để cậu ấy biết phần đấu. Xin cảm ơn các học trò của tôi, không chỉ Trọng Đại mà tất cả các cầu thủ Viettel đã thi đấu hết mình. Đó là những chia sẻ của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sau chiến thắng 1-0 của Viettel trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020. Ở trận đấu này, Trọng Đại chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp câu lạc bộ Viettel giành chiến thắng, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng tại V-League 2020. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Trọng Đại ở mùa giải năm nay. Kể từ đầu mùa giải, Đại cũng mới chỉ ra sân 7 lần ở sân chơi V-League với tổng thời gian là 394 phút. Đây là con số còn quá ít đối với một cầu thủ từng được xem là tài năng số 1 của bóng đá trẻ Việt Nam. Quay ngược thời gian cách đây 4 năm, lịch sử hẳn sẽ không thể nào quên tập thể U19 Việt Nam giành hạng tư châu Á năm 2016. Đó vẫn là chiến tích vô tiền khoáng hậu ở môn bóng đá 11 người của chúng ta, giúp đội tuyển U19 Việt Nam giành tấm vé tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Trong chiến tích đó, Trọng Đại là người được tín nhiệm đeo chiếc băng đội trưởng trong một tập thể nhiều tài năng như Quang Hải, Huỳnh Tấn Sinh hay Đình Trọng. Điều này chứng tỏ tư chất thủ lĩnh, chỗ dựa tinh thần và đặc biệt là khả năng chỉ huy hàng phòng ngự để đứng vững trước các đối thủ của cầu thủ này. Tuy nhiên đó cũng gần như là ánh sáng cuối cùng trước khi cầu thủ người Hải Dương bước vào đường hầm tăm tối trong sự nghiệp. Bởi vì sau, những chấn thương cùng câu chuyện hậu trường liên tục khiến tiền vệ sinh năm 1997 ảnh hưởng đến phong độ. Anh không giữ được chiếc băng đội trưởng của U20 Việt Nam khi cùng đội nhà tham dự World Cup, không ra sân một phút nào trong chiến tích Thường Châu năm 2018 của U23 Việt Nam. Và rồi sau đó, Trọng Đại còn không có tên trong các trận đánh lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển U23 Việt Nam, bao gồm ASEAN 18, SEA Games 30 hay vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Không có vị trí ở đội tuyển quốc gia, Đại cũng không được ra sân thường xuyên trong màu áo của Viettel. Nói về học trò cưng một thời, cựu huấn luyện viên của đội tuyển U19 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Triết lý của tôi khi làm bóng đá trẻ có 3 điều. Thứ nhất, cầu thủ phải có khát vọng chơi bóng. Thứ hai, cầu thủ phải chăm chỉ làm việc. Thứ ba, cầu thủ phải có mục tiêu. Đến giờ thì tôi vẫn tiếc cho Nguyễn Trọng Đại của Viettel. Cậu ấy từng sở hữu tấm băng đội trưởng của U20 World Cup với Quang Hải. Trọng Đại hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một cầu thủ lớn, từ tư duy thủ lĩnh, kỹ năng chơi bóng, tố chất chơi bóng hiện đại. Nhưng Trọng Đại lại thiếu 3 điều mà tôi nói ở trên. Sau thành công ở U19 châu Á tại Bahrain, cậu ấy thay đổi rất nhiều. Đại không có khát vọng, mục tiêu và định hướng. Nếu đó là Quang Hải, cậu ấy nói mục tiêu sẽ là đội tuyển quốc gia và những mục tiêu khác. Rồi Văn Hậu, Đức Trinh có thể kém hơn nhưng có khát vọng. Tôi không nói cái gì cao xa, vượt khả năng của các bạn ấy đâu. Tôi thật sự tiếc cho Trọng Đại. Cậu ấy là một trong 3 cầu thủ của đội U19 Việt Nam, được huấn luyện viên Toshiya Miura gọi vào đội U23 Việt Nam cuối năm 2015. Gây thất vọng trong khoảng thời gian dài, tuy nhiên thì phẩm chất thiên tài của một tài năng đôi lúc vẫn lên tiếng. Ở mùa giải năm ngoái là cú volley đẹp mắt vào lưới của Sana Khánh Hòa bên Việt Nam. Là pha cớ lòng đẳng cấp khiến cho Hoàng Anh Gia Lai phải ôm hận. Còn tại V-League 2020, đó là cú nã đại bác ở phút 71 Viettel giữ vững ngôi đầu bảng. Bàn thắng này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với riêng cá nhân Trọng Đại, bởi đây là trận đấu mà anh trở lại sau thời gian dài dính chấn thương. Đã có thời điểm huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết Trọng Đại phải nghỉ hết mùa, nhưng rồi sau khi được tung vào sân ở hiệp 2 trận đấu này, Trọng Đại đã khiến người hâm mộ Viettel vỡ òa trong sung sướng. Ngày hôm nay khi mà ghi bàn mà đội giành chiến thắng thì cá nhân em cũng như toàn đội rất là vui. Cái bàn thắng ngày hôm nay thì em muốn dành tặng đến tất cả ban huyện cũng như là những người hâm mộ của đội bóng. Em nghĩ là bàn thắng hôm nay thì em đã tập luyện ở trong những buổi tập rất là nhiều. Nghĩ đấy là một thành quả mà mình sẽ cố gắng hơn nữa. Trọng Đại từng dính chấn thương không nhẹ nhưng hồi phục tốt. Đáng ra thì Đại có thể trở lại ở trận gặp Bình Dương, nhưng tôi chưa muốn sử dụng cậu ấy sớm. Hôm nay thì cậu ấy đã thi đấu tốt, ghi bàn thắng quý giá giúp Viettel giữ ngôi đầu bảng. Cậu ấy có khả năng sút xa tốt. Tôi đã theo dõi cậu ấy từ hồi U19 Việt Nam. Tiếc là cậu ấy nhận thẻ vàng nên sẽ nghỉ trận đấu tới. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chia sẻ. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vui nhưng cũng đầy tiếc nuối, bởi chính hành động ăn mừng đã khiến Trọng Đại không thể ra sân trong cuộc đối đầu đầy khó khăn với Hà Nội FC tới đây do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.
cựu đội trưởng của U19 Việt Nam dù có vui như thế nào cũng cần phải nhớ rằng mình đã nhận 2 thẻ vàng trước đó. Điều này có lẽ cũng phản chiếu một phần về sự nghiệp của Trọng Đại, tài năng nhưng chưa trưởng thành. YouTube thả ga chỉ với 9K.